Đây hôm nay mình rảnh nhé, mình lại vào review cho các cả nhà nhé. Hôm nay là hai ngày 26 tháng 11 nhé. Đấy, đây bắt đầu cái đường vào, đường này đường vào đường tạm nhé. Đường tạm vào là để làm cái đường cho sân bay đấy. Đấy. Mình phải tránh xe cho người ta đi này. À. Thì hôm bữa mình cũng nghe thông tin cái cuộc họp là đầu năm 2021 nhé, là bắt đầu là khởi công chính thức sân bay nhé. Thì bây giờ đường người ta phải làm cấp tốc để phải để có đường vào làm này. Hiện tại là đường sân bay là làm rồi nhé, còn chỉ là khởi công nhà ga thôi. Đấy, mình cũng nghe cái thông tin vậy nên mình nghĩ là bây giờ nếu mà các nhà đầu tư mà có tiền á nên vào đầu tư đấy là đúng, bây giờ là đúng này. Đất bây giờ nó đang còn im, giá nó không có sốt. Đây mình quay này là cái đường để vào thi công thôi nhà nhé. Đây mình quay bắt đầu cái đường chính của sân bay cho các bạn này. Tại hôm bữa mấy bạn cứ nói là rảnh thì vào comment để cho các bạn xem cái tiến độ thi công đến đâu rồi. Thì mấy bữa mình đi du lịch á, mình đi Tây Bắc nên là hôm nay mình mới về được này. Thì công trường vẫn đang làm tấp nập cho cả nhà nhé. Đây bắt đầu vào đường đấy, bắt đầu vào đường chính sân bay này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không, đường này thì tôi nghĩ chắc phải rộng phải 50-60 mét các bạn ạ, rất là rộng đó. Công trình đang làm tấp nập nhé. Bữa nay là nhìn thông ra ngoài kia hết rồi nha cả nhà nhé. Đấy, xe máy móc vẫn làm đây hết này. Nhiều bạn nghĩ là không biết là làm bao giờ nó mới khởi công sân bay, nhưng mà mấy đợt trước là nó không có làm nữa cả nhà nhé. Đợt trước nó chỉ làm sơ sơ một hai cái thôi, còn bây giờ nó làm rất là nhiều, rất là khủng. Thì vừa có hỏi mấy anh kia nói bây giờ làm ngày 3K luôn, làm cả đêm luôn cả nhà nhé. Chắc mình nghĩ là cái tiến độ này làm để cho nó mau để thông đường này. Cái đường vừa đấy mình quay là chỉ là để tạm thôi nhé. Đường này mới là đường chính của sân bay này, đường này mới là đường chở vật liệu vào này, chở các thiết bị của sân bay vào này. Đấy, rất là to đấy, các bạn thấy đằng trước không đấy, công trình này, công ty công nhân làm rất là nhiều, máy móc rất là nhiều nhé. Nó tấp nập thấy không? Đấy nha, vẫn đổ đá, vẫn làm bình thường này cả nhà nha. Đấy, kỹ sư công nhân làm cả ngày cả đêm nhé, cả nhà thấy không? Đấy. Tức là bây giờ là cống đổ hết rồi này, cống san lấp hết rồi này, lắp đặt cống hết rồi này, đường ở dưới cũng đã đổ đầu đá tảng hết rồi nhé. Đường này làm rất bài bản. Đây, bên đây phải của mình đây các bạn nhà thấy không? Đấy, vào trong này, đây là trung tâm sân bay nhé. Đấy, cái nhà thấy chưa? Người ta san lấp này, rất là nhiều nhé. Đấy, các bạn thấy không? Trông vậy thôi chứ đi xa thăm thẳm từ đây vào đấy mấy cây số đấy cả nhà nhé. Đấy, đổ đầy hết đất rồi kìa. Nãy giờ như mình đưa các bạn đi, nãy giờ mình chạy là gần 3 cây số rồi nhé. Đây còn vào sâu thăm thẳm đây vẫn làm nữa này. Mấy bạn nói là mình lâu lâu rảnh thì vào comment cho các bạn xem ấy. Chứ bây giờ mình comment cho các bạn xem rồi, các bạn nhớ chia sẻ cho mình nhé. Nhớ bấm like nhé, bấm like và thích cho mình cái. Đấy các bạn nhìn thấy số lượng đất làm hay khủng không? Cao bằng mà còn là mười mấy mét luôn này, các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Đấy. Công trình đang làm ngày làm đêm đấy, thấy không? Đấy.
Đấy, đang làm tấp đập này thấy không? Đấy. Các bạn thấy chưa? Đi vào còn có chừng 7 cây nữa luôn nha. Chứ không phải ít đâu nha. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Làm thế này nhưng mà không vào mua đất thì đi đâu nữa. Hả? Đi về đi đâu mua? Sân bay ta đang khởi động khởi công làm 5 ngày đêm này không mua thì mua đâu. Đây mới là chính thức là đầu tư nhá. Làm thực tế là các bạn nha. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy nếu mà các bạn nào nhà đầu tư nào mà có tiền thật sự thì bây giờ lên vào đây đầu tư ngay và luôn. Đấy công trình là đang làm thật 100% nha, không sai thế nào, đúng chưa? Đây mình chạy đến đây là 6 cây rồi nha. Đấy, tức là đã làm nền xong 6 cây rồi này, các bạn thấy không? Bây giờ chỉ trẻ trái một lần nữa là đổ nhựa là xong rồi, thấy không? Cống đã đi hết rồi, hệ thống cống đi hết rồi nha. Đấy không? Đấy. Làm rất bài bản. Cống thoát nước này, lòng lề đường là làm rất là chuẩn nha, chuẩn chỉnh luôn. Đây, nay mà không đầu tư thì đi đâu? Cứ đi Phú Quốc với Nha Trang đầu tư làm gì? Phan Thiết đây, biển đẹp thế này, khí hậu tốt, trong lành nha. Ừ, thấy không? Máy móc làm mấy trăm cái móc, cái xe làm thấy không? Này, đó, các bạn thấy chưa? Này, làm bài bản như người lớn nha. Cái này thì không đầu tư thì đầu tư cái kiểu gì, đúng không? À. Này, cống này làm này, thấy chưa? Đấy, làm như thế này mà không vào đầu tư thì đầu tư ở đâu? Chỉ cần nó thông sang 76B một phát thôi nha, là đất giá đất nên có thể là gấp 2 gấp 3 lần, đúng không? Thì vì lý do làm sao mà các bạn không vào đây đầu tư mà cứ đi ra Phú Quốc, Phú Kiết làm gì, đúng không? Phú Quốc thì nó không có đường bộ, đúng không? Nó chỉ có đường bay thôi. Đầu tư làm gì? Đầu tư đấy chỉ có vỡ mồm thôi. Đây Phan Thiết này nó có đường thủy này, đường bay này, đường bộ này, đường tàu lửa này, đúng không? Đầu tư là ăn chắc 100% chứ còn cái gì nữa, đúng không? Sau này ở gần biển cũng thích nhá, mát mẻ. Đấy, các bạn thấy giờ đấy không? Công trình làm như thế này còn sao nữa, đúng không? Đấy giờ mình quay thì các bạn thấy mấy trăm cái xe chưa? Đấy, đi dọc đường chỗ nào nó cũng làm hết, thấy không? Ok, anh cho máy thông qua chưa anh? Chưa đi được à? À. Đấy nhá, máy móc làm như chưa? Ngày làm đêm chưa? Đấy. Đấy nó đang lù là mình không đi qua được nhá. Đấy. Chứ không mình chạy thông ra 76B cho các bạn coi thấy không? Đó làm hết rồi thấy không? Đấy. Này mình zoom cho các bạn coi này. Đó. Thăm thẳm thấy không? Nhìn thấy biển luôn thấy không? Đây tại vì xe này mình mới vào trong rừng được thì mới thấy được người ta làm thật. Bây giờ còn các bạn đi ở ngoài đó làm sao mà thấy được. Đây mình zoom mình hình ảnh này là chính xác nhất 100% này, quay trực tiếp luôn đúng chưa?